Buổi khám sức khỏe cho các ông thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa lần thứ nhất năm 2019 vừa được thực hiện hôm qua ngày 22 tháng 4 do các linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, Giuse Trương Hoàng Vũ và các tình nguyện viên Phòng Công lý Hòa bình Sài Gòn phụ trách. Theo danh sách đợt khám sức khỏe lần thứ nhất của năm 2019 này, có tổng cộng 128 thương phế binh tham dự. Các tình nguyện viên đã gọi điện thoại trực tiếp đến từng ông để mời tham dự buổi tầm soát sức khỏe định kỳ hàng tháng. Đợt này, khu vực miền Trung cũng có mấy ông được mời vào. Đa số trong lần khám sức khỏe đầu tiên này của năm 2019 là những thương phế binh mới nộp hồ sơ ghi danh và đủ điều kiện ghi tên vào danh sách thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Phòng Công lý Hòa bình. Chập xuống rồi cái mảnh nó văng vào đầu vết thương có mắt của chú hiện nay còn thấy không? Hết thấy, mắt còn thấy, không thấy một bên không thấy nữa. Hôm nay chú đến đây thì cảnh giác của chú như thế nào rồi? Tôi thấy con mừng. Có gặp lại được chiến hữu nào không? Ở đâu không à, chứ không gặp mẫu cài không đâu rồi. Chú cho hỏi chú tên gì ạ? Nguyễn Nhân Bót ạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 72 tuổi. Trước đây chú thuộc binh chủng nào chú? Địa phương quân. Chú bị thương như thế nào chú? Tôi bị là đi hành quân nổ trái. Vết thương chú hiện tình như thế nào? Cục với chân trái trên đầu gối. Chú tham gia chương trình này được mấy lần? Mới vừa đi ra lên được có lần, một lần mà trà trước rồi giờ lần này lần thứ hai. Hôm nay chú đến thì chú cảm thấy như thế nào? Thấy cũng vui vẻ mà cũng là ân tình của tri ân của mà bên trên giúp đỡ cho tận tình anh em đó. Dù chưa đến 6 giờ sáng, nhưng tại khuôn viên dòng chú cứu thế Sài Gòn đã rộn rã tấp nập vì rất đông thương phế binh đã đến. Vì mới lần đầu tham dự nên có nhiều ông rất nôn nóng đã đến từ ngày hôm trước và được các tình nguyện viên sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi. Trên gương mặt các ông, ai nấy đều hân hoan rạng rỡ vì dường như sự họp mặt là niềm vui lớn lao về danh dự mà các ông đã bị lãng quên hơn 40 năm qua. Làm cho tinh thần các ông rất phấn khởi và tạm quên đi cái nỗi đau thân xác không lành lặn. Chú ơi, chú cho con hỏi là chú tên gì ạ? Nguyễn Tấn Mình. Chú thuộc binh chủng nào phía đây? Gốc thì không quân, bị đưa ra bộ binh. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi thiệt là 1931. Đủ giấy tờ là 1944. Chú tham gia chương trình là lâu chưa chú? Mới lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả chú? Hôm nay vậy lần đầu tiên chú đến đây, cái cảm nhận của chú như thế nào? Rất là xúc động, rất là vui vẻ. Thì thấy trong những cái câu mà trong bài thơ của dòng của họ này, bên nhau đi suốt cuộc đời tri ân đến chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa, thấy câu là rất cảm động. Rồi chẳng hạn những câu là góc thương xót, có nghĩa là trải nghiệm tất cả những tình yêu thương bao la của Chúa. Chúa cũng rất là cảm ơn dòng Chúa hôm nay là cái chung cái đi các cháu ở đây rất là
thấy là được an ủi, cái phần an ủi mà mạnh mẽ nhất là phần tinh thần chứ không phải là cái phần vật chất. Tuy nhiên cái vật chất thì cần, nhưng mà cần nhất là của tuổi già. Các chú ở đây đó là cái sự an ủi về tinh thần rất là ấm áp. Cảm ơn. Tôi là linh mục du xe Trương Hoàng Vũ và đây là có cha Phaolô Lê Xuân Lộc cùng tất cả quý anh chị em thiền nguyện viên ở phòng công lý Hòa Bình. Sáng hôm nay xin chào tất cả quý ông đã đến tham dự buổi họp mặt sáng hôm nay. Thưa quý ông, buổi sáng hôm nay là buổi khám bệnh tổng quát cho các ông mới ghi danh từ khoảng giữa năm 2018 cho đến nay. Sáng hôm nay chúng ta quy tụ lại nơi đây là có khoảng chừng 130 thương phế binh là những người đầu tiên. Chương trình này là hoạt động định kỳ hàng tháng trong năm, việc khám chữa bệnh tổng quát cho các ông. Trong năm 2018 vừa qua đó thì nếu mà như là quý ông là những người mà mới ghi danh chưa biết về hoạt động này đó, thì tôi xin phép lược qua để cho các ông hiểu về chương trình hoạt động thương phế binh. Vào năm cuối năm 2018 thì có hoạt động gọi là trao quà xuân cho các thương phế binh. Hiện nay thì văn phòng chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 6.500 thương phế binh được ghi danh ở đây. Và việc trao quà xuân trong năm 2018 kéo dài từ Noel cho đến tháng 3 mới xong. Hiện diện quy tụ về tại cái sân hiệp nhất này là có khoảng chừng 3.000 người thôi, 3.000 thương phế binh. Còn số còn lại hơn 3.000 một chút, 3.500. Còn số còn lại thì chúng tôi phải đến tận nơi ở các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung và các thương phế binh ở miền Tây Nam Bộ nữa, thì chúng tôi phải đến tận nơi để gặp gỡ, trao đổi, gặp gỡ và trao quà xuân ở đó. Và chương trình khép lại trao quà xuân thì bắt đầu tháng 3 là tháng vừa rồi, và hôm nay là tháng 4 là chúng ta tiếp tục mở lại cái việc khám bệnh tổng quát cho các ông. Chúng tôi xin lược lại cái chương trình như vậy cho các ông được hiểu. Ngoài việc khám bệnh tổng quát cho các ông á, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các ông về cái quan trọng nhất, đó là cái thẻ bảo hiểm y tế. Các ông nếu mà ai chưa có mua thẻ bảo hiểm y tế thì văn phòng chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các ông về cái thẻ bảo hiểm y tế. Nếu các ông nào đã mua thẻ bảo hiểm y tế rồi thì văn phòng chúng tôi sẽ gửi tiền lại cho các ông về cái khoản đó. Để các ông nhớ nha. Thứ nhất là chúng tôi sẽ hỗ trợ cái thẻ bảo hiểm y tế. Có được cái thẻ bảo hiểm y tế đó thì các ông khi mà có bệnh trong người đó thì các ông đến các trung tâm cơ sở y tế ở tỉnh của mình để các ông được khám bệnh ở đó. Và theo cái tuyến đó, nếu mà bệnh nặng thì được chuyển lên tuyến trên, và các ông sẽ được hỗ trợ viện phí trong cái thẻ bảo hiểm y tế đó. Ngoài ra có những ông mà mang những cái bệnh quá nặng đi, và ngoài cái thẻ bảo hiểm y tế mà họ không giải quyết được, thì chúng tôi chỉ sẽ hỗ trợ theo cái khả năng của chúng tôi, sẽ hỗ trợ cho các ông một phần nào đó để các ông chữa bệnh. Đó là cái điểm chính về cái sức khỏe. Rồi ngoài ra thì vấn đề di chuyển như là xe lăn, xe lắc, nạng gầy, thì các ông nếu có nhu cầu và thấy là cần thiết thì sau cái buổi khám bệnh tổng quát này, các ông trình bày cái điều này cho các bác sĩ thiện nguyện viên ở đây. Ở đây có 5 đến 7 bác sĩ thiện nguyện viên. Sau khi các ông
khám bệnh tổng quát tại các trung tâm y tế, các ông về đây thì sẽ có các bác sĩ thiện nguyện viên của chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ cho các ông về tình hình sức khỏe. Và trong lúc đó thì các ông có nhu cầu gì về xe lăn, xe lắc, nạt gậy, máy trợ thính hoặc là máy đo huyết áp thì các ông nêu cái yêu cầu đó cho các bác sĩ ở đây, và các bác sĩ ở đây thấy đủ điều kiện thì các bác sĩ ở đây sẽ duyệt để cung cấp những cái phương tiện đó cho các ông. Các ông ghi nhớ điều đó nha. Rồi các ông ghi nhớ điều đó để các ông một lần đừng có thoại tới thoại lui, làm mất giờ, mất thời gian và làm rối cái việc điều hành sáng hôm nay đi. Đó là một vài thông tin. Rồi bây giờ sáng nay á, thì các ông sẽ được đưa đến, tí nữa taxi vào sẽ đưa các ông đến các bệnh viện để các ông khám bệnh tổng quát ở đó. Người ta sẽ lấy máu, rồi người ta sẽ xét nghiệm, lấy nước tiểu, người ta sẽ đo tất cả về tim, gan, phèo, phổi, nói chung là nội tạng, xem ngay tình hình sức khỏe các ông như thế nào, người ta sẽ cho kết quả vào buổi sáng hôm nay tại các bệnh viện. Rồi các ông sau đó thì ăn sáng tại bệnh viện, sau đó thì ăn sáng xong thì các ông lại trở về đây. Và để các bác sĩ ở đây dựa vào cái hồ sơ xét nghiệm tổng quát để chỉ định thuốc men cho các ông. Rồi sau đó thì các ông sẽ có một buổi họp mặt, rồi chúng ta sẽ dùng buổi trưa với nhau. Và sau khi buổi trưa kết thúc thì chúng ta có thể chia tay, ai về nhà nấy. Các ông nhá. Rồi vài điều thưa với các ông như vậy. Bây giờ thì chúng ta có thể là di chuyển đến các bệnh viện. Chào chú ạ. Chú là tình nguyện viên của chương trình Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa đúng không ạ? Chú có thể cho biết tên tuổi và chú đã tham gia chương trình này được bao nhiêu năm rồi? Tôi tên Nghệ. Năm nay 63 tuổi. Tham gia chương trình này được trầm trèm 2 năm rồi. Chú đến từ đâu ạ? Nhà tôi ở gần phi trường Tân Sơn Nhất. Vì sao, với lại động lực nào mà chú biết đến chương trình mà chú đến tham gia? Tôi có nghe cái chương trình phục vụ thương phế binh, và tôi thấy rằng là cái chuyện để bù đắp chút đỉnh cho các anh em thương phế binh thì tôi tham gia chương trình này. Trước đây chú có từng đi lính không chú? Không. Khi đến với chương trình này thì chú cảm nhận như thế nào? Tôi thấy những mảnh đời đó đã chịu khổ cực 40 mấy năm rồi. Và bây giờ thì họ là những người sắp sửa đi khỏi cuộc đời này, không còn sống được bao lâu nữa. Họ đã khổ cực quá rồi, bù đắp cho họ chút đỉnh gì đó cho lòng mình được yên ả. Con thấy tuổi chú cũng lớn rồi, vậy chú có đủ sức khỏe để phục vụ không chú? Tất nhiên là lớn tuổi thì sức nó yếu, nhưng mà mình làm được chút gì thì hay chút đó. Sau buổi khám sức khỏe, có 5 thương phế binh bị cụt chân đã được các tình nguyện viên đưa đi cơ sở lắp chân giả, lắp chân ngay chiều hôm đó, gồm có Nguyễn Văn Xu, sinh năm 1954, sống tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh; Trần Văn Phượng, sinh năm 1947, sống tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; Trần Văn Tư, sinh năm 1942, sống tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1953, sống tại huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ; Hồ Văn Quang, sinh năm 1944, sống tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Về việc cấp phát phương tiện di chuyển, máy y khoa và các phương tiện khác cho anh em thương phế binh trong ngày 22 tháng 4 như sau: 15 trường hợp được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, 2 trường hợp được hỗ trợ tiền viện phí, 6 chiếc xe lăn, 7 cặp nạng, 10 cặp gậy, 51 máy đo huyết áp, 74 cặp mắt kính. Mỗi thương phế binh tham gia buổi tầm soát sức khỏe tùy địa phương, gần xa đều được văn phòng hỗ trợ lộ phí đi đường, cùng với việc thu xếp nơi ăn chốn ở cho quý ông. Đặc biệt,
trong buổi khám sức khỏe hôm nay, mỗi ông thương phế binh còn được nhận thêm phần bánh mang về là quà do ân nhân gửi tặng chương trình. Tôi tên là Hà Nguyên. Từ đâu đến ạ? Tôi từ ở Sài Gòn lên đây. Nhà chú quận mấy chú? Tôi ở quận Nhất. Chú tham gia chương trình này lâu chưa? Như là được mới có mấy cái mấy tháng này à. Của chú thì tham gia chương trình như thế nào chú? Tại tôi có ông anh ông thấy mình bị tật nguyền, cái ông giới thiệu vô đây nè. Ông giới thiệu vô cái hội thương binh á. Trước đây chú thương phế binh, mà trước đây chú đi lính, chú có thuộc binh chủng nào? Tôi là sư đoàn 18. Chú bị thương năm nào vậy chú? Bị thương ngày 1 tháng 4 năm 75. Ngày 1 tháng 4 năm 75 mà chú? Dạ. Vết thương chú như thế nào chú? Cũng như là phan miệng bể chân mắt á. Bị ốc còn mấy miệng nó ghim ở trên đầu, nó đâu có lấy ra được. Thì từ sau năm 75 thì cái vết thương đó nó ảnh hưởng như thế nào? Dạ nó co giật hoài chị ơi, cứ 5-3 ngày là nó co lên cái là phải ói ra, mà theo thời gian mấy chục năm nay ấy, bây giờ nó không còn ói nữa, mà nó cứ vài ba ngày là nó co giật lên cái là coi như là thần kinh của mình làm cho nó quên hết trơn. Bây giờ ba hồi nhiều khi cầm cái đó mình tưởng cái đó là còn nó, mà không có đau một kiếm hết trơn, nó quên hết trơn. Thì khi chú tham gia chương trình này chú đi khám thì chú cảm thấy bác sĩ đối xử không? Tôi thấy là tình thương rất là tràn đầy, từ cái người dẫn đường hay từ cái bác sĩ cũng vậy, cũng đều có tấm lòng với lại cái người bị tật nguyền, cái như chúng tôi thấy chúng tôi mừng lắm. Cảm ơn chú nha. Chúc dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Bài thơ này là chú viết vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, khi chú được nhận lời mời tham gia chương trình họp mặt ngày hôm nay. Thì chú Khánh đã có trong tâm tình là chuyển gửi cái lời đến ban tổ chức, tức là quý gia và những anh chị tình nguyện viên ở đây. Chúng tôi thấy các cha, quý cha và ở dòng chú cứu thế và tất cả các anh chị em tình nguyện viên ở đây rất là có cảm tình với tôi. Lần đầu tiên tôi rất là xúc động, không biết các anh làm sao chứ chúng tôi muốn ứa nước mắt, vì chúng tôi thấy một cái tinh thần phục vụ của quý cha và của dòng chú cứu thế ở đây, các anh chị tình nguyện viên. Chúng tôi là tiểu quân lục chiến, chúng tôi ở tiểu đoàn 1, nếu anh nào ở tiểu đoàn 1 vào khoảng năm 1965 đến 1970 thì chúng tôi biết, năm 70 chúng tôi bị thương, mà năm 72 chúng tôi giải ngũ. Nếu anh nào bên tiểu lục chiến thì anh em mình gặp nhau để tâm sự, còn các anh bên địa phương biết là bộ binh hoặc gì đó, biệt đồng quân nhảy dù gì đó, thì chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các anh đã đến đây cùng chúng tôi lần đầu tiên. Và lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cha ở dòng chú thế Sài Gòn đây và các anh chị nguyện viên. Chúng tôi chỉ có lời cảm tưởng thôi, còn nhạc chúng tôi cũng phải biết, nhưng mà chúng tôi nhường lại cái lúc sau để dành thời gian cho những người khác. Dòng Sài Gòn ông thấy mình làm vợ chẳng quên, tình ơi đã cạn như dài miên đôi, mong đâu phải cho tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay chúng tôi mời lên khám bệnh tổng quát là 130 ông. Đây là số những người mới ghi danh từ cuối năm 2018 cho đến nay. 130 người mới này hôm nay là được khám bệnh tổng quát lần đầu tiên. Hồ sơ kết quả đã được trả về. Thì dựa vào hồ sơ kết quả đó, các bác sĩ sẽ cấp thuốc, hỗ trợ tâm lý và tư vấn cho các ông về tình trạng sức khỏe. Đó là công việc của chúng tôi sáng hôm nay. Nhìn chung là mọi sự tốt đẹp và các ông rất là vui vì được tham dự cái chương trình này. Trong hôm nay có cái việc gì đáng chú ý đặc biệt, có cái gì là sự cố hay là cái gì là thành công ấn tượng không cha? Đó là trạng thái của các ông. Các ông rất là vui mừng, các ông cảm thấy được quan tâm, rồi các ông cũng nhận định là các thiện nguyện viên ở đây tiếp đón rất là niềm nở, ân cần, chu đáo, và việc phục vụ cơm nước cũng như là sự hướng dẫn cho các ông rất là nhiệt tình và rất là thân thiện. Chương trình lần hai mình có dự định là khi nào sẽ bắt đầu? Chương trình này chúng tôi dự định hàng tháng chúng tôi sẽ tổ chức một lần, và lần thứ hai thì sẽ vào tháng 5, giữa tháng 5, nếu không có gì thay đổi.